Hơn 500 cán bộ chủ chốt, đảng viên tại thị xã Phú Mỹ đã tham dự hội nghị thông tin tuyên truyền về biển đảo do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với Thị ủy Phú Mỹ tổ chức. Báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã nhấn mạnh về vai trò tiềm năng, thế mạnh của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cách xác định đường cơ sở, đường nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước Luật Biển năm 1982, thông tin về tình hình an ninh, an toàn các vùng biển đảo, quan điểm chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển trong tình hình hiện nay. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức phát 500 tờ rơi tuyên truyền về biển đảo đến cán bộ đảng viên thị xã Phú Mỹ.